Bản tin trưa ngày 16 tháng 10 Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Israel truy lừng Hamas nhưng cảnh báo nếu do Thái chiếm đóng Gaza sẽ là một sai lầm lớn. Quân đội Israel thực hiện các cuộc tấn công mới vào Hezbollah ở Lebanon. Tổng thống Abbas nói Hamas không đại diện cho người Palestine. Người dân Gaza cho biết Hamas đã tịch thu chỉ khóa xe, giấy tờ tùy thân để ngăn họ sơ tán. Israel chỉ trích Vatican không đưa ra lời lên án rõ ràng và dứt khoát đối với Hamas. Tướng Mỹ cảnh báo Israel sẽ đối diện với nhiều cạm bẫy khi đổ quân vào Gaza, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công của Hamas tồi tệ hơn nhiều so với vụ 11 tháng 9. Đổ máu ở Israel, Gaza khiến thế giới ngày càng chia rẽ sâu sắc. Ai đỡ đầu cho Hamas, chuyên gia Pháp nêu tên ba quốc gia. Thành phố ở Ấn Độ khốn khổ vì nạn chuột hoành hành. Tiền Giang Mẹ chết, con trai nhập viện nghi ngộ độc sau khi uống sữa. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 16 tháng 10 của DKN. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu Israel tái chiếm Gaza. Nhưng ông nhấn mạnh quốc gia Do Thái có quyền đáp trả và truy lường Hamas sau các cuộc tấn công khủng bố vào tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News được công bố hôm 15 tháng 10, khi được hỏi liệu ông có đồng ý với một cuộc bao vây toàn diện, Gaza hay không, ông Biden cho biết ông tin tưởng Israel sẽ hành động tuân theo các quy tắc chiến tranh và để những người vô tội ở Gaza có thể tiếp cận với thực phẩm, nước và thuốc men. Tiếp tục khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc Israel chiến đấu Gaza một lần nữa hay không, ông Biden trả lời rằng Tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm lớn. Ông nói, hãy nhìn xem những gì đã xảy ra ở Gaza. Theo quan điểm của tôi là Hamas và các phần tử cực đoan của Hamas không đại diện cho tất cả người dân Palestine. Và tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm nếu để Israel chiến đắng Gaza một lần nữa. Tuy vậy, ông Biden cho rằng việc Israel tiến vào Gaza để tiêu diệt những kẻ cực đoan là điều cần thiết. Khi trao đổi với CBS, ông Biden cũng cho biết ông muốn thấy hàng viện trợ được gửi đến Gaza và thiết lập hành lang nhân đạo để dân thường rời khỏi vùng đất này. Nhưng cho biết điều đó là khó khăn. Ông cho biết chính quyền của ông đang làm việc về vấn đề đó với các quan chức Israel và Ai Cập. Khi được hỏi liệu bây giờ có nên ngừng bắn hay không, ông Biden lên tiếng ủng hộ hành động tiếp theo chống lại Hamas. Hãy nhìn xem, có một sự khác biệt cơ bản, ông Biden nói. Israel đang truy lùng một nhóm người đã tham gia vào hành động man dợ, gây hậu quả nghiêm trọng như Holocaust. Và vì vậy, tôi nghĩ Israel phải đáp trả họ phải truy lừng Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ vừa tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Lebanon. Đoạn video do IDF công bố cho thấy hai tòa nhà bị phá hủy, các cuộc tấn công được thực hiện vào Chủ nhật và đầu thứ hai. IDF cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả hỏa lực từ Lebanon bắn vào Israel hôm Chủ nhật 15 tháng 10. Theo tờ Time of Israel, sáu hỏa tiễn chống tăng nhằm vào một thị trấn và các vị trí quân sự của Israel ở biên giới Lebanon vào sáng chủ nhật, khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng. Chín hỏa tiễn khác cũng được phóng vào thành phố Naharia phía bắc và các thị trấn lân cận, không gây thiệt hại hay thương tích. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas nói rằng các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người dân Palestine theo hãng thông tấn chính thức WAFA. WFA cho biết trong cuộc điện đàm với tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 15 tháng 10, ông Abbas đã gọi tổ chức giải phóng Palestine là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine. Ông Abbas cũng kêu gọi cả hai bên thả tù nhân và những người bị giam giữ và nhắc lại tuyên bố của ông rằng việc di dời người dân Gaza sẽ tạo thành một nắp ba thứ hai, ám chỉ đến một thảm họa đối với người Palestine vào năm 1948. Về phần mình, ông Maduro cho biết Venezuela đang gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza đồng thời khẳng định lập trường ủng hộ người dân Palestine. Một người dân Gaza mô tả Hamas tịch thu chìa khóa xe và giấy tờ tùy thân để ngăn họ di tản về phía Nam, theo một đoạn ghi âm điện thoại do lực lượng Israel công bố hôm Chủ nhật 15 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng đó là cuộc trò chuyện giữa một người dân Gaza và một sĩ quan tình báo Israel. Israel viết trong một tuyên bố, trong cuộc trò chuyện, người dân nói với sĩ quan rằng Hamas đã tịch thu đồ đạc cá nhân của mọi người bao gồm chìa khóa xe và giấy tờ tùy thân để ngăn họ đi về phía Nam để bảo đảm an toàn theo chỉ dẫn của IDF. Tuyên bố cho biết thêm, đây là bằng chứng nữa cho thấy tổ chức khủng bố Hamas đang tích cực ngăn chặn người Palestine di tản về phía Nam để tự bảo vệ mình. Hamas kiểm soát Gaza nơi sinh sống của khoảng 2,2 triệu người Palestine. Nhóm này từ lâu đã sử dụng người dân vô tội làm lá chắn sống. Họ thường xuyên đặt các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy của mình trong hoặc xung quanh những nơi như bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen được cho là đã chỉ trích Vatican vì đã không đưa ra lời lên án rõ ràng và dứt khoát đối với Hamas sau khi tổ chức Hồi giáo này sát hại thường dân Israel hồi cuối tuần trước. Theo tờ Tham ở Israel, Ngoại trưởng Cohen hôm 15 tháng 10 nói với Paul Gallagher, Bộ trưởng quan hệ với các nhà nước của Tòa Thánh, rằng người Israel mong đợi Vatican đưa ra lời lên án rõ ràng và dứt khoát đối với các hành động khủng bố giết người. Ngoại trưởng Cohen nói thêm, không thể chấp nhận được việc Vatican đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự lo lắng chủ yếu đối với thường dân Gaza, trong khi Israel đang trơn cất 1.300 người đã bị sát hại. Hôm thứ Tư, giáo hoàng Francisco khẳng định Israel có quyền tự vệ, nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại về lệnh phong tỏa toàn diện Gaza của Do Thái, nơi cũng có nhiều nạn nhân vô tội. Đến nay ít nhất 1.400 người Israel đã thiệt mạng kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào thứ Bảy tuần trước, vào ngày lễ Sinchat Torot của người Do Thái. Chính quyền Palestine cho biết hơn 2.300 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu David Petraeus, người chỉ huy các cuộc chiến ở cả Iraq và Afghanistan, cho biết cuộc tấn công của Hamas và Israel tồi tệ hơn nhiều so với vụ khủng bố 11 tháng 9. Ông nói với CBS News hôm 15 tháng 10 rằng vụ 11 tháng 9 rất khủng khiếp nhưng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Ông mô tả, điều này tương đương với việc Mỹ phải chịu hơn 40.000 tổn thất thay vì 3.000 tổn thất khủng khiếp mà chúng tôi phải gánh chịu trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Qua kinh nghiệm trận Mạc, tướng Bajris cảnh báo Israel sẽ đối diện với nhiều cạm bẫy khi đổ quân vào Gaza. Ông nói, đây sẽ là một cuộc chiến rất rất khó khăn. Có những đường hầm sẽ có những căn phòng được cài các thiết bị nổ tự chế. Họ phải dọn sạch mọi tòa nhà, mọi tầng, mọi phòng, mọi tầng hầm, mọi đường hầm. Những tổn thất về dân sự là không thể tránh khỏi và những tổn thất nặng nề của Israel cũng đang ở phía trước. Khi được hỏi điều này sẽ kết thúc như thế nào, tướng Bayet nói: Nếu nhiệm vụ của quân đội Israel là tiêu diệt Hamas, nếu họ phải phá hủy mọi trụ sở, phải bắt hoặc giết phần lớn các nhà lãnh đạo nếu họ phải làm điều tương tự với phần lớn các chiến binh khủng bố này. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ làm gì với Gaza một khi đã chiếm lại nó? Họ không thể rời khỏi Gaza. Ngoài ra nếu Hamas bị tiêu diệt, sẽ có một khoảng trống quyền lực ở Gaza mà Israel không thể bỏ qua. Đây là một quyết định rất khó khăn nếu họ phải tái chiến và quản lý Gaza một lần nữa bởi vì rõ ràng họ không thể đi vào, phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas rồi sau đó rời đi. Phản ứng toàn cầu đối với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel và đòn đắc trả của Do Thái đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trên thế giới. Vào ngày Hamas xảy ra các cuộc tấn công chưa từng có vào Israel, các nước phương Tây đã lên án cuộc tấn công dữ dội của nhóm này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất và khẳng định không có gì có thể biện minh cho chủ nghĩa khủng bố. Trong khi một số quốc gia không thuộc phương Tây như Argentina và Ấn Độ đã thể hiện tình đoàn kết với Israel, thì nhiều quốc gia khác chỉ đơn giản kêu gọi giảm leo thang, bao gồm cả các cường quốc khu vực là Ả Rập Xê út, Ai Cập, Maroc và thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các quốc gia lớn như Trung Quốc và Nga. Algeria, Iran, Sudan và Tunisia thì đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Hamas. Ngoài ra, hàng nghìn người trên khắp Trung Đông hôm thứ sáu đã xuống đường biểu tình ủng hộ người Palestine, bao gồm cả ở Jordan và Bahrain. Hosni Abidi, giám đốc trung tâm nghiên cứu và nghiên cứu Ả Rập và Địa Trung Hải có trụ sở tại Geneva, cho biết cuộc chiến này đã làm sâu sắc thêm những rạn nứt vốn đã rõ ràng kể từ khi Nga đưa quân đánh chiếm Ukraine. Trao đổi với Kipo, ông Abidi cho biết sự chia rẽ bộc lộ nhiều các quốc gia phía Nam và đặc biệt là châu Phi cũng như trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Trong khi đó, giáo sư Anthony Van một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Phi, cho biết phản ứng khác nhau của các quốc gia châu Phi trước tình trạng bạo lực leo thang ở Israel và Gaza phụ thuộc vào quá trình lịch sử, thực trạng kinh tế hiện tại và các liên minh của họ với các cường quốc thế giới. Ông nói với The Epoch Times rằng những tuyên bố của châu Phi sau cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas và cuộc phản công của Israel gần như là hình ảnh phản chiếu của các mô típ mà chúng tôi đã thấy ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Các quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của các đảng phái có truyền thống chống phương Tây đang quy trách nhiệm cho Israel và phương Tây về tình hình này, giống như cách họ đã quy trách nhiệm cho Ukraine và phương Tây về cuộc xâm lược bất hợp pháp của Tổng thống Vladimir Putin. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên điều đáng ngạc nhiên ít ra đối với tôi là một số chính phủ ở châu phi không lên án sự tàn bạo sự vô nhân đạo tuyệt đối mà hamas đã thể hiện hầu như có thể họ nghĩ rằng nếu họ làm điều này thì họ đang phản bội chính nghĩa tự do của người palestine nhưng hamas không đại diện cho chính nghĩa tự do của người palestine hamas tuyên bố mục tiêu là tiêu diệt israel và tàn sát người do thái bà sanusan naidu nhà phân tích chính trị tại viện đối thoại toàn cầu ở pretoria đồng tình với quan điểm của ông Van Nieuwkerk. Bà Naidu nói tôi chưa từng nghe bất kỳ nhà lãnh đạo nào công khai nói điều gì đó như chúng tôi ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine, nhưng chúng tôi lên án sự kinh hoàng mà Hamas gây ra cho những người Israel vô tội. Chúng tôi lên án việc tàn sát phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Chúng tôi lên án hành vi cưỡng gian phụ nữ Israel trên đường phố Gaza, cũng giống như cách chúng tôi lên án việc Israel sát hại những người Palestine vô tội ở Gaza bằng các cuộc không kích bừa bãi. Cho đến nay, Ghana, Kenya và Rwanda là ba trong số ít các quốc gia ở châu Phi đã thể hiện ủng hộ rõ ràng cho Israel. Ai đỡ đầu cho Hamas? Chuyên gia Pháp nêu tên ba quốc gia. Hamas có tên chính thức là phong trào kháng chiến Hồi giáo được thành lập từ năm 1987. Hamas giành được chính quyền tại Gaza 20 năm sau đó. Mỹ, Liên minh, châu Âu và Israel đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố. Vậy ai là người đỡ đầu cho Hamas? Có nhiều ý kiến nói về Iran, Trung Quốc và cả Nga. Dưới đây là quan điểm của Didier Plian, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IAIS. Trả lời France 24, ông Plian cho biết Doha là nhà tài trợ cho Hamas mỗi tháng Qatar do cho phong trào Hồi giáo vũ trang này 30 triệu đô. Về mặt chính thức, khoản tiền nói trên nhằm trả lương cho giới công chức ở Gaza, nhưng vẫn theo chuyên gia Pháp Plian, ai cũng biết đó là những thành viên của Hamas. Như vậy, một cách trực tiếp, Hà nuôi Hamas mà phong trào này điều hành giải Gaza với một bàn tay sắt từ nhiều năm qua. Trên nhật báo Liberation năm 2018, một nhà ngoại giao Qatar đã thanh minh rằng Doha từ 2013 rót tiền cho Hamas vì muốn tránh một thảm họa nhân đạo ở Gaza. Qatar không chỉ chi tiền để nuôi phong trào hồi giáo vũ trang Palestine này mà còn là một điểm tựa của Hamas. Từ 2012, Doha là trốn dung thân của lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh. Ngay sau lập tấn công nhắm vào Israel hôm 7 tháng 10, Qatar lập tức lên tiếng sẵn sàng nhận vai trò trung gian để về số phận cả trang con tin trong tay Hamas. Một số quốc gia khác trong khu vực là Iran, Tehran có liên hệ mật thiết với Hamas ở hai khía cạnh. Chuyên dạp liền chỉ ra Iran ủng hộ đòi hỏi của người Palestine và đã đứng hẳn về phía phong trào Hamas trong công cuộc đấu tranh đó. Tehran chẳng những là điểm tựa cho Hamas mà còn yểm trợ cho cả một phong trào Palestine Hồi giáo cực đoan khác là Jihad Thêm vào đó, Iran bảo trợ cho Hezbollah ở Lebanon để thành lập một trục chống lại Israel. Theo Phó Giám đốc Viện IA, theo Phó Giám đốc Viện của Pháp, đây là một trong những nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Tehran đối với khu vực Trung Đông. Ở một cấp độ thứ nhì, Iran ngầm hỗ trợ Hamas cả về tài chính lẫn quân sự. Thủ lĩnh phong trào Hamas đầu hành 2022 từng xác nhận là đã nhận 70 triệu đô viện trợ quân sự của Iran. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ năm 2020, thì hàng năm Tehran rót 100 triệu đô cho Hamas. Ngoài ra, Iran còn giúp đỡ tổ chức Hồi giáo vũ trang Palestine này. Ở một cấp độ thứ nhì, Iran ngầm hỗ trợ Hamas cả về tài chính lẫn quân sự. Thủ lĩnh phong trào Hamas đầu 2022 từng xác nhận là đã nhận 70 triệu đô viện trợ quân sự của Iran. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ năm 2020, thì hàng năm Tehran rót 100 triệu đô cho Hamas. Ngoài ra, Iran còn giúp đỡ tổ chức Hồi giáo vũ trang Palestine này về mặt kỹ thuật quân sự. Phóng viên France 24, Wasim Nasr đều cụ thể từ công nghệ chế tạo drone đến khâu cung cấp đạn dược và vũ khí. Ngoài Iran, chuyên gia Blinken còn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là điểm tựa chính trị cho Hamas. Tháng 7, 2023, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhắc lại lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara luôn ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô được đặt tại Đông Jerusalem, thể theo đường biên giới được phân định từ năm 1967 căn cứ theo những quy tắc của Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ xem đây là một điều thiết yếu để đem lại hòa bình và ổn định cho toàn bộ khu vực. Chính quyền của Tổng thống Erdogan duy trì quan hệ với cả Hamas lãnh cơ quan quyền lực Palestine. Lần gần đây nhất, Ankara tiếp lãnh đạo của cả hai đối tác này là vào tháng 7, 2023. Thủ lĩnh Hamas thường xuyên đi về giữa Qatar với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một lợi thế giúp Tổng thống Erdogan có được kênh đối thoại với phong trào vũ trang Hamas-Palestine. Ở diễn biến khác, chính quyền thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, Ấn Độ đang khốn khổ với nạn chuột, hoành hành. Theo tờ India, Express Kolkata đô thị với khoảng 14 triệu dân, ban ngày trật trội dòng người và xe cộ qua lại. Thế nhưng, lúc màn đêm buông xuống, nơi đây xuất hiện, đội quân gặp nhấm, lên tới hàng ngàn con chạy khắp các con đường, ngõ hẻm, nhà ở, hàng quán. Indian Express mô tả lũ chuột đông nhung nhúc, sau đó bắt đầu đào sới, tung lớp đất khiến các con đường, lối đi, thậm chí cả công trình xây dựng hư hỏng nặng. Lũ chuột còn cắt dây, cắp ngầm, làm gián đoạn nguồn điện, chứng cắn phá cả tài liệu, sổ sách đang lưu giữ tại tòa nhà hội đồng thành phố Kolkata. Tờ Telegraph của Anh hôm 8 tháng 10 cũng có bài viết về cuộc khủng hoảng chuột ở Kolkata. Nhật báo nổi tiếng nước Anh mô tả lũ chuột đã gặm nhấm nền móng của thành phố và ví chúng như đội quân châu chấu háo đói. Chính quyền Kolkata trong những năm gần đây đã phải gia cố các công trình bị hư hỏng do nạn chuột. Họ cũng lấp các lỗ hỏng trên lối đi bộ, đường và cầu bằng hỗn hợp bê tông, cát và kính để hạn chế khả năng ẩn náu của chuột. Thị trưởng Kolkata, Fahed Hakim, thừa nhận chuột là vấn đề lớn của thành phố và đổ lỗi cho những người chiếm đất bất hợp pháp và các hàng quán bứt thừa thức ăn ra đường là nguyên nhân gây ra vấn đề. Tin Việt Nam Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ một người mẹ ở huyện Cái Bè chết sau khi uống sữa, nghi nhiễm khuẩn trong lúc một đứa con trai khác phải nhập viện. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 15 tháng 10 vào một ngày trước, ông Bvi 45 tuổi con trai bà BTB, được phát giác thiệt mạng tại Tư Gia. Do nghĩ ông ý chết do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo cho nhà chức trách. Đến đêm cùng ngày, con gái bà B. pha 100ml sữa cho người mẹ 83 tuổi uống. Ngay khi uống sữa, Bà B có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và khoảng 5 phút sau bà chết tại nhà. Gia đình cũng cho rằng bà B chết do bệnh già. Sáng 15 tháng 10, ông BMT, 55 tuổi, con trai khác của bà B đến phụ tổ chức đám tang cho mẹ và em trai. Tại đây ông T tự pha 150 ml sữa uống, nhưng vừa hớp một chút thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An, Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long. Các bác sĩ nghi ông T bị ngộ độc sữa nên cho ông này chuyển viện đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Vĩnh Long. Bước đầu nguyên nhân cái chết của bà B và con trai Y được nhà chức trách công bố là do suy tim, phù phổi. Bản tin của báo tuổi trẻ không cho biết cụ thể nhãn sữa mà hai mẹ con bà B uống là gì. Tuy vậy, báo ấp bắc của tỉnh Tiền Giang cho biết mẹ con bà B uống sữa E, báo này cũng sử dụng từ viết tắt nên không rõ sữa mẹ con bà B uống là sữa gì. Bản tin trưa của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.